Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc sập trần tầng 2 của một phòng học là 11 học sinh bị thương ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình trường học đã được xây lâu năm trên địa bàn. Đây là công việc hết sức cấp bách khi mà năm học mới đã bắt đầu. Theo bà Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, sự việc đáng tiếc tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa là điều chưa từng xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào tháng 10 năm 2016, sở này cũng đã có văn bản chỉ đạo trường Đống Đa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các hạng mục xuống cấp nguy hiểm, tổ chức sắp xếp, bố trí vị trí các lớp học để di rời học sinh, tài sản ra khỏi khu vực đang sạt lở để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Đồng thời theo dõi thường xuyên các hạng mục bị xuống cấp, sạt lở, kịp thời báo cáo để có hướng chỉ đạo. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên việc sửa chữa là không nhiều và mất nhiều thời gian để làm các thủ tục. Trong tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra lại tất cả các phòng học tại trường Đống Đa, sau đó sẽ tiến hành sửa chữa các phòng học xuống cấp. Đồng thời, sở này cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra lại một số trường lâu năm trên địa bàn tỉnh để có hướng chỉ đạo và xử lý.